Ngày 19 tháng 8, huyện Đắc Hà tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng giai đoạn tiếp theo. Về dự hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Đắc Hà và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn huyện những năm qua huyện đắc hà đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn kết luận nghị quyết chuyên đề của trung ương và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí tầm quan trọng của công tác quốc phòng đã được nâng lên góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ qua các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao tham mưu thực hiện công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng và các đơn vị địa phương đạt kết quả tốt tổ chức đăng ký quản lý quân nhân dự bị và các phương tiện kỹ thuật đảm bảo đúng quy định đến nay, toàn huyện có 11 chi bộ quân sự xã thị trấn và các lực lượng tự vệ các công ty, nông trường, doanh nghiệp với 4.732 quân nhân dự bị. Trong đó, có 126 sĩ quan dự bị đào tạo và phục viên, 1.548 quân nhân dự bị hạng 1, 2.097 quân nhân dự bị hạng 2, 151 công dân nữ có chuyên môn cần cho quân đội đạt 100%. Qua kiểm tra đánh giá, chất lượng huấn luyện 100% lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt yêu cầu, 75% đạt loại khá, giỏi, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện đã huy động 1.670 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm đường bê tông nông thôn, nạo vét canh mương nội đồng, tham gia xây dựng 52 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 50 nhà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới huyện tiếp tục quán triệt giáo dục sâu rộng cho cán bộ nhân dân hiểu rõ về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch tăng cường công tác tham mưu phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài tích cực tổ chức công tác dân vận trong tình hình mới tham gia cùng nhân dân các địa phương khắc phục thiên tai tăng gia sản xuất thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách với người có công thân nhân và người tham gia kháng chiến theo quyết định 49, quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tại hội nghị đã tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.